Con nghĩ thì Đúng mình nên tiếp xúc với hiện tại hay hơn. Các vị ở đây mình sẽ có cái thời gian để nói về hiện tại. Còn cái chuyện quá khứ thì nó đơn sơ vậy thôi. Dạ. Trời trăng sáng quá hả? Sao bạn Thuận? Bạn Thuận có gì Thì nhờ nói sư chung chia thì sẻ? khi mà em chia sẻ những cái video đó lên á thì cũng có nhiều người bình luận như vậy á. Thì khi mà bình luận á thì cái tỷ lệ mà nói về sư Minh Thông như thế á, thì nó ít, còn có nhiều người, cô chú anh chị thì bình sư hơn. Tại khi người ta nhìn vào cái video đó thì người ta biết được là sư như thế nào rồi. Vì thế là khi mà người ta nói về sư, về vấn đề mà sai sự thật á, thì em có bình luận một câu là em nói là em không, con không biết là quá khứ của sư như thế nào, nhưng mà con chỉ cần biết quá khứ hiện tại của sư thôi. Thì trong đó thì có nhiều cô chú anh chị thì mến sư Minh Thông, vì thế người ta like rất là nhiều và ủng hộ cái câu mà em nói. Đây nè, mình nghĩ chắc đó cũng là cái bài học cho tất cả thôi. Thành ra cái nào cũng vậy, nó có cái nghịch và cái thuận. Nên mà nhưng mà trong nhiều cái thuận nghịch như vậy thì con nghĩ nó sẽ là cái hay. Mà con nghĩ là cái vấn đề ở trên mạng nó bây giờ nó đã vô trong cuộc sống rồi. Ví dụ con nói là cái những cái sự việc nổi cộm giống như Tỉnh Thất Bồng Lai, giống như cô Nguyễn Thị Phương Hằng hay là thầy Thích Tâm Phúc. Đương nhiên có rất là nhiều cái sự trái chiều, nhưng thời gian nó qua đi rồi, cái ẩn có, cái hiện có, cái lộ có, cái giấu có, thì mọi người sẽ coi những cái biểu hiện đó như thế nào. Mà người nào mà để ý để mà học á thì sẽ học được những cái bài học rất hay. À, mình đừng nên vội vàng đánh giá nhận xét bất cứ gì một cách vô tội vạ, mà trước khi cái đó mình phải có một cái kiến thức nhất định. Bởi vậy ta nói á, hồi xưa á, là không có kiến thức đọc báo. Còn bây giờ cái người phải có cực kỳ giỏi về kiến thức mới đọc Mới báo đọc báo. thì người ta mới hiểu được. Thành ra con coi, con mình là cái người nghiên cứu về mạng TikTok, về YouTube hay Facebook rất nhiều để mình học, thì mình thấy ồ, nếu mà như vậy thì thế hệ trẻ chết hết, chết hết những cái mầm non của mình á, mầm non của mình sẽ không đủ chánh kiến để mà phán xét. Tại vì mình là người đã trải nghiệm như vậy mà mình còn bị dao động nữa, tức là mình phải có một cái định lực rất lớn, có một cái tình thương rất lớn, có một cái lương thiện và tích cực rất lớn, có một cái tri kiến nhất định. Mình xem xét như vậy mình mới có những cái chiều hướng gọi là tạm ổn thôi, còn nếu như không á là bị vùi dập hết. Phải qua quá trình sàng lọc. À, vùi dập về cái hệ tư tưởng, vùi dập về cái lý tưởng, vùi dập về cái ước ao khát khao của giới trẻ. À, thành ra là cái truyền thông nó nguy hiểm lắm, mặc dù là nó rất nhiều cái tốt trong đó đối với người biết dụng, nhưng mà nó khó lắm. Tại cầm bẫy nó nhiều, dù Dạ dỗ một hồi cám dỗ dạ nó cảm ơn nhiều, sư ạ. nên là con cái của mình đó, là mình phải tiếp cận để dạy dỗ Dạ. làm sao để trao truyền cho nó những cái cơ bản nhất định khi nó bước vào cuộc sống. Tại vì nhỏ là thấy 2-3 tuổi là cầm điện thoại coi rồi. Dạ. À, nó đủ thứ trong đó. Dạ. Nhưng mà khi mà cầm điện thoại với cái người giỏi á, người ta sẽ thấy được cái đó mà người ta học. Tức là cái người mà có căn cơ, đứa trẻ thôi nha, nó có căn cơ, mặc dù thông tin như thế nào lộn xộn nhau nhưng nó sẽ chắt lọc ra, nó học trong đó. Và nó sẽ cư xử theo cái nhãn quan của nó, tức là theo cái sự sàng lọc, là người đại căn rồi. Còn cái người mà khi mà họ coi á, mà chạy theo á, và bị cái những cái thông tin đó chi phối thì rất nhiều. À, đâm ra loạn trí cùng tâm là chỗ đó nha, là rất nhiều. Thành ra mà ai là làm những cái đó, các vị với ai thấy ghê gớm không đó. Ví dụ mình làm như vậy thì mình gieo cho cái người ta cái nhân xấu, thì con cái mình lại hưởng cái đó, nó cũng chạy đường nào. Thành ra mình cứ làm những điều thiện lành nhất đi, con cháu mình nhờ được cái ơn đức đó, nó sẽ che chở, nó sẽ tự nhiên nó có cái đề kháng, nó sẽ không bị nhiễm những cái xấu ác đó. Đó là cái tương quyết như vậy, là mình phải 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 để ý. Bây giờ trên trên mạng là con thấy là con nít bây giờ nó cầm điện thoại suốt, Khó lắm, ảnh hưởng cực kỳ luôn sư, căng lắm. từ cái cách cư xử đến cái lời nói vậy, nó học bắt chước theo sư, bắt chước theo trên trên mạng luôn. Thì trẻ nhỏ là một trang giấy trắng mà thành ra là nguy hiểm vẽ không khéo là à, sẽ hư nó tờ nguy giấy. hiểm. Mình Thành phải ra là ở bên Nhật Bản á, người ta chú trọng về cái nền giáo dục tiểu học với mầm non. Không có giáo viên nào mà đào tạo kỹ mầm non và tiểu học, và không có giáo viên nào trả lương cao hơn hai cái cấp đó. Đó là những cái viên gạch đầu tiên. Và người ta đào tạo những cái đứa trẻ đó về phải tự làm tất cả các thứ,
phải cư xử như thế nào trong cái họ trong cái đợt là lũ lụt năm 2011 hay sao đó, cái đợt đất lũ lụt mà một cái đứa trẻ nó được quyền để mà nó nhận thực phẩm trước, nó không, nó không con xếp hàng tuần tự, tức là không phải vì cái lợi trước mắt để mà đánh đổi được cái trật tự, đánh đổi cái kỷ cương, đánh đổi cái nguyên tắc được. Thì cái người ta như vậy thì mấy ấy chứ còn mình chưa gì hết, kỷ cương lộn xộn hết, thứ lớp lan đồ tùm lum hết, cha không ra cha con cũng chẳng ra con, thì làm sao có trật tự được, làm sao mà nước nhà hay là gia đình yên vui được, không có, nó phải vậy. Thành ra là những cái đó, những mình phải gọi là những cái kỹ năng mềm á, thì thực sự ra là người cha mẹ dạy cho con cái. Mà nếu như cha mẹ không có tâm đức, không có trí tuệ, không có tu luyện thì làm sao dạy? Mà để ý là để ý từng chút một, từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn á, là từ lúc công việc của mình luôn á. Thành ra là cái trong nhà Phật gọi là cái chánh niệm tỉnh thức nó rất quan trọng. Yeah. Cái chánh niệm tỉnh thức nó đưa con người quay trở lại cái chân tâm mà nhân gian mình gọi là lương tâm. Yeah. Nhân chi sơ tánh bổn thiện đó. Cái bổn là nó thiện, nó không ác với ai á, con nít là đầy dẫn mà. Thành ra đứa Chúa Giêsu mới nói các anh muốn học đạo các anh phải như đứa con nít. Dạ. Tại sao? Dễ dạy, dễ bảo, dễ sai, dễ khiến, dần đó buông đó. Còn các vị bây giờ chắc quá rồi. Dạ. Ai mà la một cái thì sân si lại liền. Dạ. Hay là ai làm ác với mình cái là không bao giờ quên được, cái thù đó. Dạ. Cái Đức Phật gọi là cái hiềm hận đó. Dạ. Cái thù dai. Yeah. Coi Thiên Lâm Bát Bộ thấy không? Yeah. Hai ông này mà hận nhau chút xíu thôi mà phải dạy con cái rồi sắp xếp dạy Kiều Phong với Mộ Dung Phục đồ này kia, phải hy sinh cả một cái được cuộc đời đứa con để mà nó phục thù cho hai ông. Yeah. Rồi hai ông phải sống ẩn giật đồ này kia trong chùa chiền luyện kinh đồ. Yeah. Trong khi những cái thực tại không chịu sống. Dạ. Yeah. Yeah. Đúng rồi. Yeah. Cái ông mà ông quét rác á, ông sống thực tại trong đó ông biết nhưng ông không can thiệp được tại căn. Yeah. Nghiệp quá lớn, mà đến cái lúc cuối cùng ông mới giải nghiệp được cho hai bên. Dạ. Yeah. Thấy không, mà tại vì sao mà ông là bậc đại sư mà cuối cùng ông mới giải được, tại vì căn. Yeah. Nghiệp quá lớn đi. Yeah. Con muốn giải trước cũng giải đâu được. Yeah. Vậy mà ai làm khổ mình đâu, chính mình á. Dạ. Thành ra là tôi học Phật là mình sống với tỉnh thức, sống với hiện tại, bỏ đi tham sân si, nó thành ra là nó đem tới cái hạnh phúc thật sự cho các vị, mà nó đem tới cái sự chuyển nghiệp á, đem tới an vui thật sự cho các vị. Cái này là nó khó lắm. Nó khó mà mình phải cố gắng tập để làm được, thì sao tới lúc chết rồi á lại tham sân si á, nghiệp lực nó sẽ kéo tới, mình sẽ bị nó chi phối. Còn bây giờ là mình còn phước, còn sức khỏe, còn dung dai, còn tắc oai tắc quái được, nhưng mà tới lúc đó ngoeo ngoeo rồi, lắc lắc rồi, chết. Thành ra mình tu là lúc mình còn khỏe, còn trẻ, còn minh mẫn, thì ráng được miếng nào là hay miếng đó, mà phải thực tâm, phải thực sự tinh tấn, tinh tấn nhìn từng cái suy nghĩ, từng cái giờ giấc. Bữa nay làm không được ngày mai làm cho cố cho được. Con người thì nó nhiều cái chi chứa, sở chi chiến. Đức Phật nói là nghiệp chướng, sở chi chướng, phiền não chướng, thấy không? Ba cái chướng ngại đó nó rất là lớn, mà đặc biệt cái thường trực nhất là cái phiền não chướng. Mình thấy ai mình cũng không vừa ý, thấy ai mình cũng buồn lòng á, thì cái sở chi chướng là cái phiền não đó, cái tâm mình nó phiền não. Thành ra mình không có học Phật pháp được, mình không có yêu thương được, mình không có tĩnh lặng được, mình không có sống cho đi, sống trong cái hiện tại được. Do đó mình đánh mất cái hiện tại, mà hiện tại mất thì tương lai cũng đâu còn. Đấy, rồi cứ mãi truy tìm ở quá khứ, tức là mình người sống ở quá khứ thôi. Nó là vậy. Nên là đừng để phiền não chi phối mình, bằng cách là học theo Phật là tụng kinh, bái sám, thiền định, giữ giới. Tức mấy cái đó nó sẽ giúp cho mình sống lại với hiện tại. Cái giữ giới là cái quan trọng. Vì con người có sao động, có vọng tâm, bởi không biết giữ giới. Trước nhất là mình không biết giữ cái tâm mình chân chánh đó. Nhưng mà Đức Phật chế giới để mình giữ cái tâm mình chân chánh. Từ cái tâm chân chánh nó có cái chánh niệm. Chánh niệm nó đem cho mình tới cái sự thật sống của hiện tại. Cái chánh niệm là ví dụ mình ngồi dậy mình thấy được cái niệm an lành của mình. Mình ngồi dậy mình đừng chạy về quá khứ, đừng chạy về tương lai nữa, mình sống trọn vẹn với hiện tại, thì đó gọi là chánh niệm. Và sâu hơn cái nữa là mình tập rằng mình tập hoài nó quen á,
thì mình thấy chánh niệm tức là chân tâm của mình đó, và chánh niệm tức là lương tâm của mình, đó là chánh niệm. Khi mình tập, khi mình không chạy đông chạy tay, chạy quá khứ tương lai nữa, thì mình gom về đi sâu vô hiện tại, mà càng đi sâu vô hiện tại nương theo hơi thở thì mình càng thấy chân tâm, thì phát đại định luôn. Đức Phật cũng nhờ nương theo cái chân tâm, nương theo hiện tại mà ngài phát đại định. Đấy, tại vì lúc mà 49 ngày thầy tức là vọng á, thì ngài cắt được vọng rồi, không quá khứ không hiện tại nữa, thì ngài đặt mới tới đại định được. Thì cái hiện tại đầu tiên là mình phải có, tức là mình an vui, mình bằng lòng với hiện tại đã, tức là sống thiểu dục chi túc cái đã. Cái hiện mình tập lần lần cái chỗ đó, từ cái thiểu dục chi túc, từ cái an vui với hiện tại, chân quý hiện tại, tức là mình mới làm được những cái điều thiện, tức là mình mới gọi là dễ sai dễ bảo, tức là biểu mình tụng kinh mình cũng tụng kinh, biểu mình ngồi thiền cũng làm thiền, biểu mình kêu làm thiện cũng làm thiện đó. Khi từ từ tập như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó an với cái thân, gọi là tâm định trên thân. Cái pháp đó gọi là pháp hiện tại lạc trú. Khi mà của ngài Thích Nhất Hạnh thì nói rất rõ về cái hiện tại lạc trú này, tức là mình theo dõi hơi thở đến lúc mà tâm nó định trên thân, tức là mình đang quay trở lại cái hiện tại thật sự trọn vẹn. Thì trong câu niệm Phật cũng vậy, gọi là nhất tâm bất loạn. Tức là mình niệm Phật hoài tới nhất tâm bất loạn, thì cái tâm mình cứ giữ cái câu niệm Phật thôi, mình không có vọng tâm nữa, thì mình trở lại với hiện tại. Thì khi mà mình gọt bủa hết những cái u ám ở quá khứ với tương lai rồi, mình về với hiện tại, thì mình thấy cuộc sống với hiện tại là cuộc sống màu nhiệm. Mà phải thật sự thấy màu nhiệm nó mới màu nhiệm. Chứ bây giờ các vị chưa thấy được màu nhiệm, thấy sơ sơ thôi. Nhưng mà khi mình tu, mình thấy thật sự nó màu nhiệm. Mình cũng ăn thôi, mình cũng thở thôi, mình cũng nồi thôi, mình cũng nói chuyện thôi. Nhưng mà cái thật sự cái an lạc, cái năng lượng nó tỏa ra. Tại vì mình có cảm được, và giống như là cái bầu trời trăng sao đẹp á, mà mây mờ đã được vén rồi, thì mình mới thấy nó đẹp. Nhưng bây giờ thấy chưa đẹp phải không? Nhưng mà vén hết đi cái tự nhiên thấy nó tròn, nó mới đẹp, nó có hiện đủ à, nó là vậy. Thì tâm của mình á, Phật tánh của mình, chân tâm của mình nó không mất đi, lương thiện của mình không mất đi, nhưng mà do cái tham ái, do cái vô minh, do cái nghiệp lực nó che đi. Thì mình chỉ cần là nhìn nhận được nó, quay trở lại huân tập và lau chùi, từ 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 nó hiển lộ, nó ngay đó thôi, nhưng nó hiển lộ thì mình ngay cái hiện tại mình thấy hết tất cả. Dạ, ngay cái hiện tại mình thấy được cái an lạc và hạnh phúc, cái sự giải thoát ngay đó luôn đó. Quan trọng nhất của đạo Phật là sự giải thoát, giải thoát mới đem tới an lạc được. Dạ, giải thoát ra khỏi cái khổ đau đó. Đức Phật cũng có chỉ những nguyên nhân của khổ đau và chỉ những cái phương pháp để đem tới cái sự an lạc trong bát chánh đạo đấy. Mình về nghiên cứu kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hơn và nghe nhiều hơn, rồi qua tư duy quán chiếu rồi sống sống theo nó. Thì bây giờ cũng tối rồi, các sư cũng đi bộ hành, các cũng có thời gian để nghỉ ngơi, để sáng mai các sư dậy sớm ngồi thiền nữa. Các vị thì cũng có công việc nha. Cảm ơn sư chia sẻ cho sư. Rất là cảm ơn sư. Mô Phật chúc các vị thân tâm an lạc nha. Bây giờ